Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản ZETRO, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư ITPC, trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ CSID và công ty Restradex Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu chuỗi triển lãm công nghiệp hỗ trợ 2020 và Metalex Việt Nam 2020 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 10. Tại triển lãm, các nhà công nghiệp sẽ có cơ hội tìm hiểu giải pháp nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm và chuyển đổi nhà máy thông qua ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong quản lý sản xuất gia công kim loại bằng cách nắm bắt, theo dõi, đo lường, tích hợp, phân tích dây chuyền sản xuất. Với việc đồng tổ chức Metalex Việt Nam 2020 và triển lãm công nghiệp hỗ trợ 2020, đây sẽ là điểm đến toàn diện cho cộng đồng sản xuất, gia công cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Metalex Việt Nam 2020 là cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận các thiết bị máy móc tiên tiến nhất, cập nhật công nghệ kinh doanh thông minh, khám phá các giải pháp gia công kim loại hiệu quả, cũng như các giải pháp để nâng cấp sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm. Đồng thời, thông qua chương trình, kết nối, gặp gỡ trực tiếp sẽ giúp cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác kinh doanh ở lĩnh vực này trong tương lai.